Thưa quý vị, sáng nay huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà bia ghi tên liệt sĩ Phước An. Công trình này hoàn thành mang ý nghĩa to lớn đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân của địa phương. Nhà bia liệt sĩ xã Phước An ghi danh 25 bà mẹ Việt Nam anh hùng và 175 anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng và hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Công trình được xây dựng và hoàn thành thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của đảng bộ và nhân dân xã Phước An, đồng thời có ý nghĩa quan trọng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, giúp các thế hệ mai sau ghi nhớ công ơn của cha ông, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Tại lễ khánh thành, các đại biểu và gia đình liệt sĩ cùng người dân đã tổ chức dâng hoa và thắp hương tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ. Dịp này, xã Phước An, huyện Nhân Trạch đã tổ chức ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Phước An giai đoạn 1930-2020, đồng thời trao tặng sách cho các đại biểu tham dự lễ.